tầm là 13.000 khách hàng và tổng số tiền lừa đảo nó được là hơn 20 tỷ cơ. Nên là anh alo. Dạ vâng, chào anh Minh Ami ạ. Ừ, anh đây, anh Minh đây. Dạ vâng, anh em muốn hỏi anh một chút được không ạ? Ừ, em nói. Em hôm trước em có mua con 098 Viettel đuôi Tama 9 ấy. Ừ. Mà bây giờ em dùng được 3 hôm rồi, tuy nhiên bây giờ nó mất sóng thì là như nào ạ? Em ơi, mất sóng tức là em lắp vào máy bình thường nhưng không có sóng à? Em dạ vâng ạ. Em kiểm tra thế nào em xác định được là mất sóng nhỉ? Em mua sim của ai đấy? Em mua sim của bên Ami anh không? Không không không, em là cái người hôm trước mà hỏi anh con Tama 9 đầu 09 bên anh ấy, nhưng mà về sau em thấy đắt quá nên là em mới đi mua ở bên sim Đại Lộc ấy. Người ta bán cho em có 399.000 thôi. À, mà em quét về là thứ còn rồi. Đúng tên em ạ. À, em quét cái gì hả em? Em QR code đấy em. À, em quét QR code. Bạn bảo là chính chủ thôi. À, em ơi, tôi chết rồi. Anh nhớ rồi, hôm trước anh gọi điện lại cho em không nghe máy đây. Anh bảo quét code không bao giờ có thể xác định được thông tin chính chủ của thuê bao, phải soạn tin nhắn là TTTB gửi 1414. Đấy là quy định của Bộ Thông tin Truyền thông rồi. Hơn nữa là việc mà em mua sim Tama 9 với giá chỉ có 399k và cam kết, anh nhớ em nói như thế, thì anh nghĩ là không bao giờ có sim như vậy đâu, chắc chắn em bị lừa đảo. Thế mà chúng nó sẽ bán cho em cái sim mà có thể chúng nó vẫn chuyển sim đến cho em, quét QR code ra thông tin của em, đúng chưa? Dạ vâng. Đấy, xong sau đó là em dùng được có thể vài hôm hoặc có thể em không dùng sim luôn. Rồi dùng được vài hôm thì chúng nó cắt sim và lúc này em sẽ nhận làm cái sim trắng thôi, không có giá trị sử dụng và thông tin chính chủ cũng phải không phải của em luôn. Chết rồi. Đấy, em ạ. Thế là em bị lừa anh? Ừ, em bị lừa, thế là 399k. Em ơi, dạ vâng. Tuy rằng một mình em bị lừa 399k nhưng mà có hàng chục nghìn người bị lừa thì sao? Bọn này nó lừa đảo rất nhiều người rồi. Và hôm vừa rồi ấy là bọn ở Ninh Bình nhá, bọn Ninh Bình đã bị bắt rồi. Công an đã bắt. Mà nhưng mà bọn này chưa biết là bọn này là ở đâu đây này. Nếu bọn Ninh Bình bị bắt thì bọn nào ở đây? Thực ra thợ sim tại Ninh Bình thì rất nhiều người uy tín và chuẩn. Nhưng cái thằng lừa đảo này nó và hai vợ chồng nó ở Ninh Bình lừa đảo đến hàng, anh theo anh nhớ không nhầm thì nó rơi vào tầm là 13.000 khách hàng. Và tổng số tiền lừa đảo nó được là hơn 20 tỷ cơ. Nên là anh nghĩ là đúng là em là bị mất rồi. Rút kinh nghiệm nhá. Em nhá, đừng bao giờ tin vào những cái thứ rẻ mạt như thế. À ừ, thôi hôm sau thực ra là cũng có nhiều người bị lừa, anh thì cũng không mong em bị như vậy đâu. Anh nghĩ là này, nếu bây giờ tài chính của em mà ít tiền ấy thì em mua số vừa tiền cũng được không sao, nhưng phải mua đơn uy tín nhá. Và đăng ký chính chủ và soạn tin nhắn để kiểm tra nhá. Tiếp đến này, nếu khi nào em tài chính em tốt thì em hãng mua sim lớn tiền. Vâng, thế em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi. Em chào anh ạ. Ok, anh chào em. Đấy, mình biết ngay mà. Vậy là cậu em này bị lừa rồi. Mọi người lưu ý nhá. Tất cả mọi sự sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt.